Xin chào tất cả các bạn. Tại đất nước Singapore thì có rất nhiều chương trình đào tạo đa dạng các chuyên ngành. Song song đó thì vẫn có số trường giảng dạy các chuyên ngành học đơn và cũng như chuyên ngành học kép. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành đơn và ngành kép tại trường Đại học Curtin Singapore. Thì trường Đại học Curtin Singapore là cơ sở đào tạo của trường Đại học Công Curtin của Úc tại Singapore với chương trình đào tạo và cấp bằng tương đương như bạn du học tại Curtin ở Úc. Sinh viên học tại trường Curtin của Singapore ngoài việc tiết kiệm được 40% học phí so với du học tại Úc thì sẽ còn tiết kiệm được chi phí sinh hoạt nhờ thời gian học liên tục, kỳ nghỉ ngắn giữa các khóa học thay vì kỳ nghỉ hè dài tại Singapore. Và hiện nay thì Curtin Singapore đào tạo các chuyên ngành rất khác nhau và học ngành đơn hoặc ngành kép thì mỗi loại sẽ có những lợi thế riêng. Và dưới đây thì Tân Đại Dương sẽ nói rõ hơn về vấn đề này đến với các bạn. Ngành kép là ngành được học hai chuyên ngành trong chương trình học. Khi các bạn sinh viên tốt nghiệp thì bằng sẽ được cấp cho hai chuyên ngành của một khóa học. Các sinh viên đăng ký học ngành kép được đánh giá là có khả năng tìm được việc làm nhanh hơn sau khi tốt nghiệp cũng như rất được ưa chuộng bởi thị trường lao động. Và khi du học ngành kép hay ngành đơn tại trường Curtin Singapore thì các bạn sinh viên đều được nhận bằng tương đương như khi du học tại Úc là bằng quốc tế và do chính trường Đại học Curtin của Úc cấp và có thể chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo của trường Đại học Curtin tại Úc với thủ tục visa đơn giản. Và dưới đây thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu tới các bạn các chuyên ngành đào tạo cử nhân tại trường Đại học Curtin Singapore. Thì cử nhân chuyên ngành kép thì các bạn sẽ có những ngành như sau, như kế toán và tài chính và ngân hàng, quản trị và marketing, marketing và quảng cáo, marketing và tài chính, quản lý và quản trị nhân lực. Đối với chương trình cử nhân chuyên ngành đơn, bạn sẽ được học các chuyên ngành ví dụ như là kế toán, marketing, thương mại quốc tế, hậu cần và truyền thông. Và sự khác nhau giữa các chuyên ngành đơn và chuyên ngành kép thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn. Chủ yếu đó là với chuyên ngành đơn thì bạn sẽ có tổng số là 24 môn học và trong đó có 16 môn bắt buộc và 8 môn được lựa chọn. Và trong khi tại chuyên ngành kép, học hai chuyên ngành cùng một lúc thì cũng với 24 môn thì bạn sẽ học 12 môn chuyên ngành này và 12 môn chuyên ngành còn lại và không có môn lựa chọn. Và còn về thời gian và mức học phí thì hoàn toàn giống nhau. Và nếu các bạn lựa chọn ngành kép thì học phí và thời gian học cũng sẽ tương đương như khi các bạn học chuyên ngành đơn. Bằng tốt nghiệp sẽ thể hiện cả hai chuyên ngành trên một bằng cử nhân, nhưng nếu các bạn không có khả năng tiếp thu kiến thức học hai chuyên ngành trong cùng một thời gian du học thì công ty Tân Đại Dương khuyên các bạn nên học chuyên ngành đơn, vì chuyên ngành đơn này sẽ giúp cho các bạn được đào tạo chuyên sâu hơn với ngành mà mình chọn học, và một chuyên ngành sẽ giúp cho các bạn sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Và việc chọn lựa học ngành đơn hay ngành kép, bằng cử nhân chuyên ngành đơn hay bằng cử nhân chuyên ngành kép thì thật ra không khác nhau quá nhiều. Vì vậy các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn chuyên ngành và mình sẽ theo đuổi học nhé. Và để tìm hiểu về chi tiết học phí các chuyên ngành cũng như điều kiện du học tại trường Đại học Curtin ở Singapore thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì địa chỉ ở quận Nhất là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Tại ở quận 5 là địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Tại Nha Trang thì các bạn hãy tới địa chỉ là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.